Lamborghini này các bạn ơi. Mình đếm xem ở đây có bao nhiêu chiếc xe ô tô xịn sò nha. Đầu tiên là một chiếc xe này, hai chiếc xe ô tô này, ba chiếc xe ô tô này, bốn chiếc xe ô tô này, năm chiếc xe ô tô này, sáu chiếc xe ô tô này, bảy chiếc này, tám chiếc luôn, chín chiếc, 10 chiếc ô tô. Vậy là mình đếm được 10 chiếc ô tô rồi nhá. Bây giờ là toàn là đây là xe F1 này. Đấy, xe đua F1 nhanh như tia chớp nhá. Đấy. Ôi trời ơi, nào. Tiếp theo là một chiếc xe nữa nhá. Đây là một chiếc xe nữa các bạn ạ. Đấy, xịn xò luôn nhá. Đấy, xe nữa đẹp quá. Hello, xin chào tất cả các bạn nhá. Hôm nay mình sẽ khám phá xe đồ chơi ở đây này các bạn ơi. Ở đây có xe gì đây? Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông rất là đẹp này các bạn ơi. Một chiếc xe bồn trộn bê tông nhá. Đấy, các bạn thấy đẹp chưa? Ừ, mở được cánh cửa luôn. Đó, một chiếc xe bồn rất là đẹp. Wow, các bạn ơi, tiếp theo nào. Mình tìm xem có xe gì không. Wow, các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra có một chiếc xe trộn bê tông nữa. Hôm nay mình tìm thấy toàn là xe trộn bê tông đẹp thôi nhá. Đây là một chiếc xe bồn chuyên đi chở bê tông rất là đẹp này. Wow, nào. Ui, ở trên này mình có phát hiện ra có một chiếc xe tải nhá. Xe tải chuyên đi chở đất này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe tải chuyên đi chở đất nha. Wow, đẹp quá các bạn ạ. Ui, xịn chưa? Wow. Đấy, một chiếc xe tải Ben nha, đẹp quá các bạn ạ. Ui, xịn quá này. Bip 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 bip. Ui, đây có một chiếc xe này là một chiếc xe. Ô, đây là một chiếc xe vận tải vận cẩu chuyên đi giải cứu máy cày ruộng này các bạn ơi. À, chiếc xe vận tải vận cẩu chuyên đi giải cứu con trâu này máy cày ruộng nha, đẹp quá các bạn ạ. Ô, ở trên này mình phát hiện ra có một chiếc xe trộn bê tông đẹp quá các bạn ạ. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông đẹp quá này. Ô, đẹp quá các bạn ạ. Wow, đấy. Ui, ở trên này mình còn phát hiện ra có một chiếc xe cẩu chuyên đi múc cát này các bạn ơi. À, đây là một chiếc xe máy xúc cát rất là đẹp này các bạn ơi. Ô, xịn chưa? Wow. Đây nữa, mình lại tìm thấy một chiếc xe trộn bê tông nữa này. Đấy, các bạn thấy hôm nay mình tìm nhiều xe đồ chơi chưa? Wow, chị để chơi nhá. À, đây là một chiếc xe cần cẩu. Đây là một chiếc xe cần cẩu này, là một chiếc xe cần cẩu rác nhá. Đấy, xe cần cẩu rác rất là đẹp luôn. Đấy, đẹp chưa? Ừ. Nào. Ai cha, đấy rồi. Mình phát hiện ra đây có một chiếc xe tải Ben nhá. Xe Ben cũng rất là đẹp này. Cabin cũng là màu trắng này. Cái thùng màu xanh này. À, Ben luôn đấy. Xe Ben xịn đấy nhá. Đấy, hai chiếc xe này đẹp đấy các bạn. Hai chiếc xe này rất là đẹp luôn. À, đây xem còn xe gì đẹp nữa nhá. Đấy, ở đây có rất là nhiều ô tô cảnh sát rất là đẹp này. Đấy, các bạn thấy không? Cái bộ sưu tập xe đồ chơi của mình thì rất là nhiều xe đẹp luôn. Ô tô cảnh sát này. Đấy. Để mình xem có xe gì không nào. Ở đây rồi. Đây có xe cần cẩu khủng long siêu bạo chúa. Đấy, xe cần cẩu khủng long siêu bạo chúa nha. Rằng rất là ghê luôn, rất là đẹp các bạn ạ. Đấy. Nào. Để mình xem xung quanh đây là xe dọn rác này. Đây là xe dọn rác này. Xe dọn rác này cũng rất là đẹp nha, màu vàng rất là đẹp. Rất là đẹp, mới và đẹp, rất là xịn luôn. Đấy, rất là mới các bạn thấy không? Chiếc xe này có 4 cái còi luôn. Đấy, à đây. Đây máy xúc cát màu đỏ này. Đây là xe cần cẩu múc cát màu đỏ, rất là đẹp này. Đấy, đẹp lắm. Nào, mình xem còn xe gì không nhá. Xe trộn bê tông này. Đấy, xe trộn bê tông nhá. Nào, bây giờ mình sẽ tìm nhá. Tìm đồ chơi nhá. Đấy. Rất là nhiều đồ chơi mới và đẹp luôn. À, xe quân sự chở cả tên lửa luôn nhá. Đấy, xe quân sự chở cả tên lửa luôn đấy. Rất là đẹp. À, mình tìm xem có xe gì. Ui, trên này thì có mấy chiếc xe cần cẩu rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp luôn nha các bạn nhé. Đấy, mình đi xung quanh nhà mình mà mình tìm được rất là nhiều đồ chơi. Đấy, nhà mình không có gì ngoài đồ chơi luôn đấy các bạn ạ. Đấy, rất là nhiều đồ chơi luôn. Các bạn thấy xe gì đẹp mới thì phô mình nhá. Đấy, đây. Đây có một chiếc xe trộn bê tông này, chiếc xe này cũng rất là đẹp này. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Có chiếc xe gì đẹp không phô mình. Ở bên này, đây. Bên này đây là cây quất này. Đấy, cây quất nhà mình ấy. Cây quất này đang ra hoa này. Đấy, đẹp chưa? Cây quất này rất là đẹp luôn nhá. Đấy, các bạn thấy không? đây. Nguyên ở chỗ này nhà mình là một đống đồ chơi này. Đấy, xe này chở nguyên đồ chơi rồi. Đấy, các bạn thấy không? Quá là nhiều đồ chơi luôn. Đây có mấy chiếc xe trộn bê tông rất là đẹp này. Đấy, xe trộn bê tông rất là xịn luôn, như thật luôn. Đây là một chiếc xe trộn bê tông rất là đẹp này các bạn. Đấy,
hai chiếc xe trộn bê tông này quá là xịn luôn. Đấy. Đẹp chưa? Ấy chà. Nào mình tìm xem còn chiếc gì xịn và mới không để chơi nhá. Các bạn nhá. Đấy. Nào, bên này thì có rất là nhiều xe đồ chơi đẹp nữa này. Đây là xe quân sự trả tên lửa này. Đấy, đẹp quá. Đấy. Đây là một chiếc máy cày ruộng. Này. Máy cày ruộng nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Nào. Đây là một rổ đồ chơi gọi là siêu xe, gọi là xe đua ấy các bạn ạ. Siêu xe đua, gọi là xe đua kiểu là xe đua điều khiển nhá. Đấy, toàn là xe đua điều khiển, gọi là súng bắn ra ô tô này. Đấy. Đây là một chiếc xe địa hình luôn này. Xe tăng, các loại xe gọi là xe đua địa hình. Xe đua này thì quá là đẹp luôn. Đấy. Xe tải này. Xe tải này rất là đẹp. Xe trộn bê tông rất là đẹp. Đấy. Xe trộn bê tông rất là đẹp luôn. Rất là to. Nào, hết rồi. Bây giờ của mình đi tìm xe đồ chơi mới nhá. Ồ, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ đi tìm xe đồ chơi nhá. Hôm nay mình đi ra ruộng lúa lếp này. Đây là những cây lúa lếp ấy các bạn ạ. Lúa lếp nhá. Đây lúa lếp này. Đấy, mình sẽ đi tìm xe đồ chơi đây. Đấy, mình xem ở đây có chiếc xe gì không, mình đi tìm nhá. Đấy, đây rồi. Đây rồi. Mình có cái sọt đây rồi. Bây giờ mình xem đi sang bên này, sang cái vườn hoa này xem có tìm được những chiếc xe gì không nhá. Đấy. Cái vườn hoa này có rất là nhiều xe đấy, mình xem có xe gì xịn không nhá. Đây rồi, wow, ở đây có rất là nhiều xe đồ chơi này. Đấy, ui trời, nguyên một thế giới xe đồ chơi ở đây luôn này các bạn ơi. Nào bây giờ mình xem ở đây có những chiếc xe gì nhá. Đây, để cái thùng này trong đây. Đấy, các bạn ơi, đây có một chiếc xe gì nào. Đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát này, wow, rất là đẹp luôn, xe bán tải nhá. Nào, cho vào đây, wow, một chiếc xe này là một chiếc xe gì đây. Wow, một chiếc xe này là một chiếc xe chở rác đấy các bạn ơi. Đó, đẹp chưa? Đây là một chiếc xe cần cẩu chuyên đi xúc cát này. Wow, rất là xịn luôn. Nào, xem còn xe gì không? Ui, đây có một chiếc xe này là một chiếc xe gì đây các bạn? Xe tải chở ô tô nhá. Nhiều xe chưa? Xe ủi đất này, đây là xe ủi đất đẹp này. Wow, đấy, đây là một chiếc xe máy xúc cát này. Xe cần cẩu chuyên đi xúc cát này các bạn ơi. Đó. Một chiếc xe cần cẩu móc nữa này các bạn ơi. Xe cần cẩu móc đẹp quá. Nào, đây có một chiếc xe ô tô cảnh sát này, xe cảnh sát G63 này. Wow. Đây nữa nha, đây có một chiếc xe này là một chiếc xe ô tô cảnh sát nữa này. Wow. Đây có một chiếc xe gì đây? Đây là một chiếc xe rất là xịn nhá. Một chiếc xe mô tô, xe này là một chiếc xe máy cảnh sát giao thông nhá. Wow. Đây nữa này. À, đây là một chiếc xe này, xe tải ben chuyên đi chở cát này. Wow. Đấy, đây có một chiếc xe bồn trộn bê tông rất là đẹp này các bạn ơi. Đó, wow. Một chiếc xe máy xúc cát này. Ô, các bạn ơi, đây có một chiếc xe xúc nật này. Đây là xe xúc nật rất là đẹp luôn này. Ô, đây là một chiếc xe máy xúc cát rất là xịn này các bạn ơi. Ô, đấy đẹp chưa? Đây có một chiếc xe tải chở ô tô này các bạn ơi. Xe tải chở ô tô rất là đẹp nhá. Đấy, hôm nay mình tìm được nhiều đồ chơi chưa? Quá là nhiều đồ chơi nhá. Đấy, nhiều đồ chơi không? Xịn chưa? Mang về để chơi đi các bạn ơi. Mình đếm xem ở đây có bao nhiêu chiếc xe ô tô xịn xó nhá. Đầu tiên là một chiếc xe này, hai chiếc xe ô tô này, ba chiếc xe ô tô này, bốn chiếc xe ô tô này, năm chiếc xe ô tô này, sáu chiếc xe ô tô này, bảy chiếc này, tám chiếc luôn, chín chiếc, 10 chiếc ô tô. Vậy là mình đếm được 10 chiếc ô tô rồi nhá. Bây giờ là toàn là, đây là xe F1 này. Đấy, xe đua F1 nhanh như tia chớp nhá. Đấy. Ôi trời ơi, nào. Tiếp theo là một chiếc xe lửa nhá. Đây là một chiếc xe lửa các bạn ạ. Đấy, xịn xò luôn nhá. Đấy, xe lửa đẹp quá.